Anh Vy à, em trả lời cho mọi người biết á là em tham gia trong lớp 1. Dạ. Bây giờ mọi người đang lấn cấn quá. Chị cho em tham gia cả hai nha, không một được không bà? Em chỉ được tham gia một cái thôi. Em chọn anh hay là chọn chọn chị Tú nè? Nếu mà em chọn thì sai nào thì tại sao em đánh cái môi màu thâm đó trong cái buổi livestream ngày hôm nay? Em thi đại học á thì em được chọn 4 nguyện vọng, nhưng mà em học đại học á em nên tập trung học một trường thôi. Đúng rồi em. Dạ em cũng xin được nói luôn là nếu em được chọn thì em chắc phải chọn mình. Con vô đã. What? Hi, xin chào mọi người, lại là mình AV đây. Chắc là phải chất không bị đỡ. Chân dài quyến rũ bờ mông, chơi hết số mà em bước vào trong. Đêm nay tập quẩy được không? Đánh DJ em lộ hết cái đường cong. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến lòng không muốn về. Bến Ninh Kiều bay lóc bên bờ sông, vài ly đủ để cùng say ố về. Chào chào em. Để nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến ban giám khảo, các anh chị trong TikTok team và các khán giả đang xem live ạ. Chủ đề thi chính thức của em chắc là fashion design icon và mô đồ liên xíu xíu. Thật ra với cái mảng mà fashion design icon đó thì thật sự nó rất là khó. Anh muốn Vy hãy focus vào một cái phong cách hoặc là một cái form dáng mà em thật sự yêu nhất trong thời trang, thì chắc chắn là cái sản phẩm em sẽ có cái signature và cái dấu ấn của em nhiều hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Anh Vy à, em trả lời cho mọi người biết á là em tham gia trong lớp 1. Dạ. Bây giờ mọi người đang lấn cấn quá. Chắc cho em tham gia cả hai nha, không một được không ạ? Em chỉ được tham gia thôi. Em chọn anh hay là chọn chị Tú nè? Nếu mà em chọn thì sai nào thì tại sao em đánh cái môi màu thâm đó trong cái buổi livestream ngày hôm nay? Có nhiều tài năng, người ta được quyền thể hiện nhiều tài năng của người ta, tại sao các anh chị lại cứ vì cái tôi của mình mà bắt người ta phải chọn phe vậy? Em thì em vẫn muốn là phải có một cái gì đấy chốt chính xác của em xem là sẽ đi theo hạng mục nào. Anh đang chuẩn bị chốt hạ, nhưng mà chị không thích, tại vì bản thân chị cũng em, là người đang em thấy tôi em cứ thấy hai chân hai xuồng nó hơi bị mệt. Khi mà em về với bất kỳ một đội nào thì cái huấn luyện viên đó phải truyền được cảm hứng cho em, đúng không? Yeah. Em đừng về đội của bốn bạn kia, tại vì bốn bạn kia mỗi người một lĩnh vực, còn đội của chị bốn lĩnh vực luôn. Chị ơi, em mà về đội chị Hương là em hốt hết luôn, không phải làm hốt đâu. Em thi đại học á thì em được chọn 4 nguyện vọng, nhưng mà em học đại học á em nên tập trung học một trường thôi. Đúng rồi em. Dạ em cũng xin được nói luôn là nếu em được chọn thì em chắc phải chọn mình. Con vô đã. Nếu em được chọn thì em chắc phải chọn bên thiết kế. Bên thiết kế. Thu hết cơ hội rồi em ơi. Nãy giờ chọn thôi, chứ chị vẫn nghĩ là em nên một người em ở trong tâm phòng. Trời ơi, hề vốn không? Trời ơi, không hề vốn. Vì khi em đã tham gia cái nền tảng TikTok rồi thì anh nghĩ là đó là một cái cơ hội rất là lớn đối với em. Em hãy nuôi nấng cái đam mê của mình, và em muốn trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Anh ủng hộ em ở vấn đề đó. Cố lên. Dạ, em cảm ơn ạ. Bạn là nhà sáng tạo nội dung đam mê thời trang và làm đẹp, bạn muốn khẳng định chất riêng của mình, hãy đến với TikTok Fashion 2021, sàn đấu thời trang đỉnh cao lần đầu tiên xuất hiện dành cho thế hệ TikTok, với 4 lĩnh vực thi hấp dẫn: Beauty Icon, Modeling Icon, Fashion Icon và Fashion Design Icon. Quy tụ dàn giám khảo chuyên môn là những tên tuổi đình đám trong làng thời trang Việt. Giám đốc sáng tạo của Vietnam Next Top Model, The Face Việt Nam, chuyên gia trang điểm Nam Trung, lĩnh vực Beauty Icon. Nhà thiết kế Trung Thanh Phong, lĩnh vực Fashion Design Icon. Siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú, lĩnh vực Modeling Icon. Fashionista cô em Trendy Khánh Linh, lĩnh vực Fashion Icon. Và sự xuất hiện đặc biệt của host Trần Nguyễn Thiên Hương, tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Thí sinh tham dự cuộc thi bằng cách đăng tải một hoặc nhiều video với tỷ lệ 9-16 trên kênh TikTok cá nhân của mình, thể hiện được tinh thần của lĩnh vực thi của mình với chủ đề Let's Fast Shop, kèm theo hashtag TikTok Fast Shop, PUBG Mobile Việt Nam cùng hashtag lĩnh vực mà mình dự thi. Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều lĩnh vực thi cùng lúc và có thể đăng nhiều video khác nhau cho cùng một lĩnh vực thi. Thời gian diễn ra vòng 1 từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2021. Chi tiết truy cập kênh TikTok chính thức của TikTok Fast Shop 2021 www.tiktok.com/amoktiktok.fastshop.